rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục điểm báo online ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mùng 10 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trang điện tử chính phủ đã đăng sự kiện này với tựa đề: Quyền lợi chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn. Đó cũng là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong buổi làm việc. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật chính sách có liên quan đến công nhân viên chức người lao động. Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức công dân, phối hợp tốt hơn trong xử lý các kiến nghị, các vấn đề bức xúc của người lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo không để bị động trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đó cũng là nhan đề bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đổi mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo học sinh đã học thì phải thi có chất lượng, kết quả học tập trung thực, làm căn cứ để xét tuyển đại học cao đẳng, cũng như những học sinh chỉ muốn tốt nghiệp Trung học phổ thông rồi đi làm việc đồng thời đảm bảo quyền tự chủ của các trường đại học cao đẳng trong tuyển sinh, quyền quản lý của nhà nước về chất lượng giáo dục và đào tạo. Liên quan đến nội dung này, báo Nhân dân có bài viết giảm áp lực tuyển sinh theo mùa. Theo đó, một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2015 là nhiều trường đại học cao đẳng được xây dựng phương án tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ. Vì vậy, việc tuyển sinh năm 2015 của các trường đại học cao đẳng được tổ chức khá đa dạng. Đến nay, một số trường đã cơ bản hoàn tất công tác xét tuyển đợt 1, thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận xã hội. Bình luận về nội dung giáo dục trên, bài viết Đổi mới thi cử là chưa đủ đăng trên báo Thanh niên nhận định, đổi mới trong thi cử đánh giá kết quả học tập là cần thiết vì nó có thể làm cơ sở thúc đẩy các quá trình khác như giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không phải là cái gốc để có thể làm thay đổi bền vững căn cơ nền giáo dục. Bài viết nhận định chọn đổi mới thi cử trước có thể vì đây là chuyện dễ làm, dễ thấy, có một hy vọng nhỏ rằng đây sẽ tạo đà cho những quyết tâm thay đổi quan trọng hơn trong giáo dục để trong tương lai người trẻ hôm nay không nhìn thế hệ mai sau mà cảm thán vì những giá trị cần có của một con người đã vượt ngưỡng. Trong việc tuyển sinh vào các trường đại học, nhiều người khẳng định quan trọng là chất lượng đầu ra, cứ để các trường mở rộng đầu vào, siết chặt đầu ra thì sẽ có chất lượng Cùng nói về vấn đề giáo dục, báo Đại Đoàn Kết đã có bài viết Giáo dục an toàn giao thông cho thanh thiếu niên. Bài viết nêu: nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong học sinh sinh viên, hạn chế học sinh sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước là mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015 của ngành giáo dục. Hôm qua, mùng 10 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng một lít, không tăng thuế này đối với dầu hỏa. Thông tin đăng trên trang điện tử Vietnamnet. Đề xuất tăng thuế được chính phủ đưa ra nhằm góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước trong điều kiện giá dầu thô thế giới liên tục giảm và duy trì ở mức thấp như hiện nay, cùng với việc phải thực hiện lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu xăng dầu theo các cam kết quốc tế, đồng thời để khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 E10. Bình luận về vấn đề này, báo Quân đội nhân dân có bài viết tăng thuế suất bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc điều chỉnh tăng thuế suất thuế bảo vệ môi trường sẽ được tiến hành song song với việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu, do vậy sẽ không ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong cả nước. Cụ thể, theo cam kết ASEAN thuế nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam sẽ giảm từ 35% xuống còn 25%. Khoản điều chỉnh giảm này thấp hơn khoản điều chỉnh tăng thuế suất bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng từ 1.000 lên 3.000 đồng một lít. Do vậy, nếu tăng thuế suất thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng thì giá xăng không những không tăng mà còn có thể giảm. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Báo Điện tử Chính phủ hôm nay đã có bài viết tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Theo đó, một trong những trọng tâm năm 2015 của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014-2015. Cùng nói về hoạt động của các doanh nghiệp, báo Đại đoàn kết có bài viết Doanh nghiệp Việt rong buồm ra biển lớn, thành công từ sự khác biệt. Bài viết nêu, thời gian qua, những doanh nghiệp có vốn nhà nước như Viettel, Vinamilk hay tập đoàn tư nhân Hoàng Anh Gia Lai đã rất nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận ở nước ngoài, Thời điểm này, trong lúc một số doanh nghiệp đang co cụm thì các doanh nghiệp khác biệt này đang thu lợi nhuận bằng việc mở rộng đầu tư vào các dự án ở nước ngoài. Thông tin kinh tế vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm báo online ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.